Vâng. Tiếp theo em xin giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một chiếc AB biên bản đặc biệt, đó là tem 3D. Đây. Đấy, sơn 3D luôn này quý vị ơi. Đó, xe rất là đẹp nha. Đấy, biên bản này rất là đẹp này, đấy. Đấy, sơn 3D luôn này. Hai khóa còn nguyên nha. Đấy, bánh đế còn rất là sạch sẽ đẹp, biển 61 Bình Dương luôn. Vỏ còn mới tinh nha. Đấy, xe còn khá là đẹp, xe này mới về chưa rửa giếc gì luôn. Đấy, gương kính còn đầy đủ luôn. Này anh khách anh mua mô tô nên anh đổi nha. Xe rất là đẹp. Máy êm thì thầm nha. Máy rất là êm luôn. Xi nhan điện đời còi đầy đủ luôn. Rồi ok. Nhà mình có rất nhiều xe. Quý khách nào thích xe nào thì cứ bình luận phía dưới nha. Bình luận phía dưới video. Đấy, mình sẽ quay video chi tiết trả lời cho tất cả quý khách hàng nha. Xin cảm ơn ạ.